Xin chào, mình là Kiên. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình làm về thời trang và một chuyện thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Thì như các bạn đã đọc ở trên title này và có thể là các bạn đã biết đến bộ sản phẩm này rồi. Thì trong video này mình sẽ có một cái bài đánh giá tổng quan nhất và có thể là chi tiết vào từng sản phẩm của Forte Series. Forte Series thì cách đấy 2 năm mình đã có một cái bài đánh giá đầu tiên cho cái con Texture Clay Extreme Hold của hãng rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Forte Series cũng đã có một cái hành trình khá là dài. Và hiện tại trước mặt của mình đây là tầm khoảng 80% những sản phẩm của Forte Series mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Và trước khi vào video thì mình sẽ phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi CLMan Store. CLMan Store là nhà phân phối Forte Series độc quyền và chính hãng tại Việt Nam. Thông tin chi tiết hơn về CLMan Store mình sẽ nói phía sau video. Ok, được rồi, nói qua về Forte Series đi thì được thành lập bởi Alex Costa vào năm 2019 và mọi người thì đã quá là quen với Alex Costa rồi, một men style influencer cá nhân mình nghĩ là nổi bật nhất bây giờ rồi đấy. Thì Forte Series là một brand cung cấp những sản phẩm grooming từ tóc cho đến râu của Alex Costa. Và hiện tại cho đến bây giờ thì Forte Series đã có một cái chỗ đứng khá là vững chắc trong cái cộng đồng grooming trên thế giới. Thì mình hiểu, nếu mà anh em là dân chơi tóc thì chắc chắn là câu đầu tiên anh em nói với mình đó chính là có rất là nhiều con ngon hơn Forte nhiều. Rồi Forte Series chẳng qua nó nổi bởi vì có cái mark của Alex Costa thôi. Thì mình cũng là người có trải nghiệm kha khá về grooming và mình cũng review kha khá nhiều sản phẩm grooming rồi. Thì tất nhiên là mỗi hãng có một điểm mạnh, không có một hãng nào là hoàn hảo hết. Nhưng mà trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao ở trên title mình nói Forte Series là một cái dòng sản phẩm toàn diện cho nam giới. Thì hiện tại bây giờ mình đang có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 con sáp là sản phẩm finish. Về spray thì mình sẽ có 3 sản phẩm, 1 freestyle và 2 finish, và cuối cùng là một sản phẩm dầu dưỡng. Về sản phẩm tạo kiểu đi thì năm anh em siêu nhân, đầu tiên là chúng ta có hair styling cream, sau đấy là chúng ta sẽ có texture clay extreme hold, tiếp theo vẫn là texture clay nhưng mà con này nó sẽ khác hơn một chút, tiếp theo nữa là molding paste, cái con này thì mình đã rate trong vòng 2 năm nay rồi, và cuối cùng là pomade. Còn về spray thì sản phẩm freestyle mình đang có là thickening spray, hai sản phẩm finish là Forte hair spray flexible hold và free spray extreme hold, và cuối cùng sản phẩm dưỡng thì là hydrating argan oil. Okay, bây giờ thì mình sẽ đi vào review từng sản phẩm một và chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm của mình. Mình sẽ đi theo thứ tự là từ pre-style cho đến lúc finish nhé. Đầu tiên là pre-style, chúng ta có thickening spray. Các bạn có thể thấy là một cái hộp xịt trắng nhìn cực kỳ clean luôn. Đầu tiên là về design đi, thì mình cực kỳ thích design của Forte Series. Cái ngôn ngữ design nó hơi mang cái gọi là minimal một, nhưng mà cộng nữa là hơi icon một tí. Cái logo cực kỳ to trên mỗi sản phẩm, nhưng mà cái aesthetic của cái design thì nó cực kỳ là modern man. Về màu sắc đi thì cũng cực kỳ là đơn giản luôn, chỉ có trắng với đen mà thôi. Để mà đánh giá tổng quan thì mình sẽ có một từ là aesthetically pleasing cho Forte Series. Ok, thì cái con thickening spray này, trước kia thì tóc của mình cực kỳ dày, tóc của mình chưa bao giờ là rơi vào cái tình trạng là cần dày thêm cả. Cái đánh giá của mình về một con thickening spray nó là bình thường thôi, nó không có cái gì nổi trội cả. Cho nên là để mà test cái con thickening spray này tốt hơn một chút ấy, thì mình đã tỉa tóc của mình khá là nhiều. Mình đã chủ đích hạ cái volume và hạ cái mật độ tóc của mình đi xuống khá là nhiều. Và cái hiệu quả của thickening spray là nó có thật, nhưng nó có thể đạt được ở những sản phẩm khác. Thickening dịch ra tiếng Việt nó chính là một con spray mà theo như hãng thì khi xịt vào nó sẽ làm tóc của bạn trông dày hơn, nó sẽ làm cảm giác luồn trên tóc nó dày dặn hơn. Thì để đạt được cái hiệu quả đấy, người ta cần một chất có tên là copolymer, và copolymer là cái chất gần như là đứng đầu bảng trong cái sản phẩm này. Thì đơn giản thôi mà, copolymer dịch thuần Việt ra nó là chất tạo dính. Thì khi mà có chất tạo dính nhiều lên trên tóc, nó sẽ làm cho tóc dính vào nhau nhiều hơn, nó sẽ tạo ra cảm giác là tóc của bạn dày dặn hơn. Nó cũng không phải là một cái sản phẩm chú tâm vào dưỡng, cho nên là cái khả năng dưỡng ở cái sản phẩm này thì các bạn không nên hy vọng quá nhiều, nhưng mà nó sẽ tạo được ra cái cảm giác rất là đúng so với cái miêu tả của hãng. Thì những bạn nào có mật độ tóc là thưa hoặc là bình thường thì nó sẽ boost cái độ dày dặn, cái độ bồng bềnh trên tóc của bạn lên. Và cái sự hiệu quả của sản phẩm này cá nhân mình đánh giá nó là tuyệt đối, có nghĩa là nó sẽ không fail khi bạn sử dụng. Nó sẽ là một con pre cá nhân của mình nghĩ là go to nếu mà các bạn muốn có một cái nhìn khô ráo một chút. Nó là một con pre-style để dành cho các bạn không muốn quá nghĩ nhiều về những cái sản phẩm tạo kiểu tóc. Okay, tiếp theo là hydrating argan oil. Mình phải nói thẳng luôn ấy, đấy chính là khả năng dưỡng của nó không hề vượt trội. Nếu mà các bạn muốn dưỡng sâu, dưỡng xa ấy, thì các bạn nên sử dụng những cái con ví dụ như là Moroccan oil này, hay là các bạn có thể sử dụng heavy oil như là của 1821 này, thì có khả năng dưỡng sâu hơn rất là nhiều. Nhưng mà Forte Series hydrating oil này nó có làm được một thứ cực kỳ tốt, đó chính là nó hoạt động. Khi mà sử dụng cái con này
tóc của các bạn sẽ mềm mượt ra ngay lập tức. Nó sẽ giúp tóc của bạn có một cái độ mềm mượt óng ả, và cái cảm giác khi mà vuốt lên tóc, cảm giác sờ lên tóc nó đã cực kỳ luôn. Thì cái này cũng không phải là thần thánh do cái gì cả, mà nó do một cái chất có tên là Dimethicone. Nói nôm na dịch tiếng Việt ra nó là silicone đấy. Thì các bạn cứ tưởng tượng là tóc của các bạn được bao bọc, được coat một cái lớp silicone bên ngoài. Nó sẽ có một cái nhìn bóng loáng hơn, nó sẽ có một cái cảm giác trông là tóc mướt hơn khi mà sờ lên tóc thôi. Thì nó cũng sẽ có một cảm giác kiểu mềm mượt hơn và mát tay hơn rất là nhiều. Thì cái vấn đề này nó có quan trọng không? Câu trả lời là không. Nó có dưỡng sâu không? Câu trả lời là không. Nhưng cái mà nó đem lại cho mình đó chính là cái khả năng tự tin khi tạo kiểu tóc. Bây giờ mình hỏi các bạn, tóc của các bạn đang ở trong tình trạng hơi sơ sơ một chút, tóc của bạn đang hơi rối, các bạn sử dụng con này lên tóc mượt cái như kiểu gọi là lụa luôn, vuốt một cái mà cảm thấy sướng cả tay, thì liệu nó có nâng cái độ tự tin của bạn lên không? Chắc chắn là khó. Và cái độ tự tin, cái khả năng tự tin để tiếp tục tạo kiểu tóc, để tiếp tục chơi với tóc, cá nhân của mình nghĩ đấy mới là cái quan trọng. Ok, sau đấy thì các bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng những sản phẩm dưỡng khác để mà phục hồi sâu hơn. Cái vấn đề về dưỡng tóc thì mình cũng đã nói quá là nhiều trong những cái video trước đấy rồi. Mình sẽ để link một cái video trên này để các bạn xem. Thì đấy, mình sẽ phải nói lại là cái chai này, như mình đã vừa nói, giống một cái chai thickening spray ấy, là nó hoạt động. Nó chỉ đơn giản là nó hoạt động mà thôi. Tóc của bạn có là tóc dài hay tóc của bạn có là ngắn, hay tóc của bạn có dày, mỏng, thưa hay như thế nào đi chăng nữa, nếu mà các bạn cần một cái cảm giác tuyệt vời khi mà luồn tay lên tóc, kiểu ví dụ như là các bạn đi chơi với crush chẳng hạn, mà các bạn biết được là crush của các bạn thích nghịch tóc con trai chẳng hạn, sử dụng con này vào, mình thề với các bạn luôn là ăn điểm, kiểu đánh ngay vào đúng vấn đề. Mà chính xác là chính bản thân các bạn còn tự cảm nhận thấy là tóc của bản thân mình đẹp hơn, thì chắc chắn là cái độ tự tin nó sẽ đi lên, và như vậy thì sẽ giúp các bạn làm chủ cuộc chơi hơn rất là nhiều. Ok, vậy là xong sản phẩm Prestyle của Forte Series. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến tổng cộng là 5 cái sản phẩm finish. Cái này mình nghĩ khá là dài đấy, vậy nên là buckle up nhá. Chuyến này sẽ là một chuyến đi khá là lâu. Đầu tiên luôn đi, cái con màu trắng duy nhất, Forte Styling Cream. Mình không hiểu tại sao là chỉ có cái con Styling Cream này mới được cái bao bì màu trắng nhá. Mình khá là thích cái kiểu màu trắng của Forte. Màu đen nhìn nó kiểu đôi lúc bị nhàm chán quá ấy. Đánh giá tổng quan thì đây là một con pre-style được. Các bạn pre bằng con này cũng ngon. Nó kiểu như là vừa có thể kết dính tóc của bạn ở một cái mức độ nhẹ nhất định để các bạn dễ tạo kiểu, nhưng mà vừa cung cấp cho các bạn một cái độ ẩm khá là tốt trên tóc. Kiểu ví dụ như tóc của mình đây đã trải qua 2 lần tẩy này, rồi 2 lần nhuộm này, thì cái lúc tạo kiểu nếu mà mình không sử dụng hair tonic thì mình sẽ sử dụng cái con này để pre. Sau khi pre và sấy xong rồi thì mình mới sử dụng cái con hydrating oil này. Để mà đánh giá về cái mức độ chuyên môn ấy, thì cái con này sẽ là một con sáp modern, một con sáp kiểu mới, bởi vì là cái thành phần chính của nó là được làm từ ozocrite. Các bạn chỉ cần hiểu nôm na, nó là một cái dạng sáp kiểu mới. Và bây giờ những cái hãng grooming trẻ thì đang áp dụng ozocrite khá là nhiều. Để mà nói riêng về cái vấn đề soi về bảng thành phần và review cực kỳ kỹ ấy, thì mình rất là recommend các bạn xem một anh tên là Nguyên Review. Nếu các bạn là hair nerd, các bạn là dân chơi tóc hardcore, thì anh Nguyên Review sẽ là cái kênh dành cho các bạn. Bởi vì thị hiếu của người Việt Nam bây giờ là chuộng content nhanh, toàn lướt Shopee rồi lướt TikTok các thứ. Bây giờ mà mình ngồi đọc từng cái thành phần một và phân tích nó ra thì chắc là không ai xem mất. Okay, quay lại nào, thì để nói về cái sản phẩm hair styling cream ấy, thì mình sẽ lại tiếp tục vào nó một câu nữa. Nó chính là nó hoạt động trên mọi kiểu tóc, nó hoạt động trên mọi chất tóc, mọi cái nhu cầu của các bạn, trừ khi nào cái nhu cầu của các bạn là làm giảm độ ẩm của tóc thì con này nó đi ngược lại thôi. Còn lại nếu mà các bạn muốn để những cái kiểu tóc curtain hơi rủ rủ như thế này, hơi theo kiểu gọi là chilling boy, hơi theo kiểu soft boy như thế này ấy, thì đây là cái sản phẩm cực kỳ hay. Đơn giản là nó chỉ hoạt động và các bạn không cần phải lo cái gì khác. Okay, tiếp theo là Molding Paste, cái con hàng mà cá nhân của mình nghĩ là headline của cái line này. Đầu tiên ấy, thì mình rất là khuyến khích các bạn xem lại cái video mình review Molding Paste ở đây. Mình review cực kỳ kỹ càng luôn, cho nên là mình sẽ không có đánh giá lại. Mình chỉ nói đơn giản là như thế này. Đây là cái con paste mà nó có một cái độ kiểm soát trên tóc tốt nhất mà mình từng sử dụng. Cho đến hiện tại bây giờ luôn thì không có một con paste nào mà nó đúng cái chữ paste bằng con Molding Paste. Cái dạng paste là được đặt tên theo cái chất sáp, nó là hơi sệt sệt, nó giống như kiểu gọi là kem đặc ấy, thì nó là paste. Thì cái con này từ cái lúc scoop out cho đến cái lúc breakdown cho đến cái lúc apply thì mọi thứ nó đều là paste, nó không có lệch được đi đâu cả. Đến cái lúc mà các bạn apply được lên trên tóc rồi thì nó có một cái độ như kiểu đất nặn ấy, tóc của bạn sẽ molding được, nó sẽ kiểu lật bên này lật bên kia, nó cực kỳ mềm, dùng cực kỳ đã. Và cái điểm ăn tiền nhất cho cái con hàng này đó chính là cái khả năng giữ nếp của nó, cái endurance sẽ không phải cái độ hô nhá, độ hô là cái độ hô chắc
nó trịch lại. Còn cái endurance là cái khả năng giữ nếp cho tóc này này, cực kỳ lớn. Cá nhân của mình nghĩ nó sẽ phải là trên 12 tiếng. Nếu mà các bạn đang quan tâm đến volume trong tóc của bạn có đứng được hay không ấy, kiểu đứng cao ấy, như cái chổi ấy, thì con này sẽ không phải là con dành cho các bạn. Nhưng mà nếu các bạn để những cái kiểu tóc nó hơi kiểu rủ rủ như này, side patrol này, curl này, rồi cái gì comb hair này, nói chung là những cái kiểu tóc nào mà không yêu cầu cái độ volume quá cao, kể cả là side part nhưng volume không cao, thì cái con này cực kỳ cháy luôn. Mà thậm chí là tóc của bạn dài, tóc các bạn dài như tóc của mình đây, sử dụng con này vẫn cứ có một cái độ giữ nếp cực kỳ tốt. Nó chỉ có một điểm mà có thể các bạn cố gắng lắm cho nó vào điểm trừ ấy, đó chính là nó là một con sản phẩm tạo kiểu, cho nên kiểu gì nó cũng sẽ có cái độ rít ở trên tóc. Những cái con paste, những cái con cream, nói chung là sáp vuốt tóc ấy, thì hiệu năng của chúng sẽ phụ thuộc vào chất tạo dính. Mà khi nói đến chất tạo dính là sẽ tương đương với cái độ rít, cho nên là cái con Forte Molding Paste này vẫn có một chút độ rít mà các bạn sẽ cảm nhận được. Nếu mà các bạn không muốn rít thì các bạn sẽ phải đi với con hair styling cream này. Và như mình đã bảo, đối với các con hàng khác của Forte, it just works, that's all. Ok, tiếp theo, Texture Clay Extreme Hold. Con này là con đầu tiên mình review cho Forte series. Thực ra cái con đầu tiên đấy, cái packaging nó còn chưa được modern như thế này đâu. Đây là cái bản đã được làm mới và cũng đã được thay đổi công thức một chút. Nhưng mà để mình nói như thế này này, nếu tóc của bạn là tóc dễ che, rồi mật độ tóc của bạn cũng là siêu dày, và các bạn muốn để những kiểu tóc ví dụ như là quiff, các bạn muốn để những kiểu tóc ví dụ như là short quiff, thì cái con này sẽ là con dành cho các bạn. Nó sẽ trị tóc dày của bạn. Như cái title của cái bài review con này thì mình đã bảo là vũ khí tối thượng cho tóc dày, thì bây giờ nó vẫn là vũ khí tối thượng. Nếu mà được lựa chọn một cái con clay mà để mình cảm thấy yên tâm khi sử dụng ấy, thì Texture Hair Clay sẽ là cái sự lựa chọn của mình, chứ không phải là Blue Man Cavalier, nhưng cũng không phải cả là Claymation. Nhưng mà có một điều mình sẽ chia sẻ thật lòng với các bạn, thì những cái con texture clay như thế này hiện tại bây giờ nó không phải là cái mà các bạn nên đầu tư nữa. Mình biết là từ cái thời năm 14, 15 này, thậm chí là 16, 17, clay, texture clay, heavy clay nó vẫn đang cực kỳ là bá đạo. Thì đâu ai ai người người nhà nhà cũng chỉ có thể là texture clay các thứ. Bởi vì thứ nhất là cái chất tóc của người Việt Nam mình, như mọi người đã bảo, là chất tóc dễ che, chất tóc cứng, cho nên là sử dụng những con texture clay thì nó mới có khả năng hô các thứ. Ok, mình hiểu, cái đấy mình rất là hiểu. Nhưng mà cũng phải đặt vào cái hoàn cảnh, đó chính là những thời điểm như vậy, tóc của nam giới Việt Nam đa phần cũng toàn là tóc chập. Mà nếu các bạn chơi tóc lâu thì các bạn còn nhớ là ngày xưa còn đọ nhau xem tóc ai cao hơn, đọ nhau xem là tóc ai cứng hơn ấy, kiểu gần như là vuốt cái con tóc lên mà gió thổi không ngã, đọ xem là con sáp nào chống được mũ bảo hiểm hơn ấy, tóc ai nhìn càng cứng kiểu đâu vào đó các thứ thì nó mới đỉnh. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ tự nhiên hơn. Cái trend bây giờ mọi người đang nuôi tóc dài ra, đang wolf cut, đang đủ các thể loại, mà lại tống con heavy clay này vào, thực sự là nó không có đúng. Bây giờ cái sự tự nhiên trên mái tóc, cá nhân của mình nghĩ nó mới là cái điều mà các bạn nên ưu tiên hơn. Nên là mặc dù là con này cực kỳ tốt, con này cá nhân của mình nghĩ là các hair salon hay là các barber bán sẽ vẫn là tốt, và khi sử dụng sẽ vẫn là tốt. Nhưng mà để thực sự là bảo người dùng chúng ta mua ấy, thì cá nhân của mình là không khuyên lắm. Còn nếu mà các bạn đang biết được các bạn đang làm gì, các bạn đang muốn gì thì you do you, ok? Nó vẫn là một con clay mà mình sẽ phải nói lại, đó chính là it just works. Ok, tiếp theo, Texture Hair Clay. Đây là cái con mà mình bảo nó sẽ thay thế cho cái con Texture Clay kia. Thực ra cái con này ở trên hãng ấy, nó tên là Control Clay, có nghĩa là một con clay có khả năng kiểm soát. Thì cái logic của mình trong đầu khi nghe đến cái tên ấy, nó sẽ là nó sẽ giống như con paste, nhưng mà nó sẽ có một cái độ nặng, nó sẽ hơi kiểu dùng clay. Chính xác là như vậy. Mình sẽ miêu tả như thế này cho các bạn dễ tưởng tượng này. Nó sẽ là một con quicksand, hand stifle quicksand, nhưng mà nó mất đi cái tính khô rốc khô rơ của quicksand. Nếu mà các bạn có trải nghiệm quicksand rồi ấy, thì các bạn sẽ biết là khi scoop lên này, sau khi break down ra tay này, thì nó sẽ hơi dầu dầu một tí, đúng không? Nó hơi kiểu cái con này có thể là một con hương ngâm. Nhưng đến khi mà các bạn apply lên trên đầu thì mọi thứ nó khô rốc luôn. Cái đầu của bạn nó sẽ biến thành sa mạc, và khi mà vuốt tóc nó sẽ có cái cảm giác hơi sạn đấy. Thì đấy là có một chất nó có tên là Diatomaceous Earth DE nó tạo ra. Thì cái con này hình như là nó không có DE hay sao ấy. Cái này thì mình sẽ phải check lại, vì trên trang web bây giờ của hãng không có liệt kê cái bảng thành phần của con này. Nhưng mà để mình miêu tả như thế này, khi mình scoop lên này, khi mình break ra tay này, thì cái cảm giác
cực kỳ giống Quicksand. Nhưng mà khi apply lên trên đầu thì thay vì cái cảm giác khô róc thì nó sẽ là một cảm giác hơi ướt, hơi ẩm ẩm một chút, và nó có một cái độ rít mình nói là sẽ hơn còn molding paste. Nhưng sau một khoảng thời gian tầm khoảng 2-3 phút mà thôi thì tóc của các bạn sẽ bắt đầu khô lại và nó sẽ bắt đầu matte finish. Trong cả line sản phẩm này thì cá nhân của mình nghĩ có đúng một con texture hair clay này hay là con control clay này là matte finish, toàn bộ những con còn lại gần như là đều là shine finish hoặc là medium finish. Và có một điểm đáng khen nữa là cái khả năng giữ nếp của con control clay này khá là ngang ngửa với molding paste. Nó chỉ mất đi một cái đặc tính mà cực kỳ nghiện ở molding paste, đấy là cái khả năng có thể molding cái này uốn nắn được tóc. Chắc chắn là Alex Costa cũng đã biết đến cái xu hướng dịch chuyển này, cho nên là Forte Series mới phát triển cái sản phẩm này. Và ở trên bao bì nó cũng ghi thẳng luôn là texture hair clay, chứ nó không ghi là control clay. Ok, tiếp theo đi đến hai sản phẩm cuối cùng, hai con spray. Hai con này cực kỳ khó để mà cầm vào tay của mình luôn đấy, bởi vì là hải quan với lại là vận chuyển hàng không cũng khá là kiêng kỵ cái vấn đề mà vận chuyển những cái chai xịt này như thế này. Thì đầu tiên là về con flexible hole này đi. Cái con này thì mình sẽ sử dụng trực tiếp đây cho các bạn xem luôn này. Thì đấy, như các bạn thấy là cái chai này, cái dạng xịt của nó hơi kiểu xịt khói ấy, xịt spray kiểu dạng như là kiểu spray bột ấy. Cái công dụng của nó là nó đem lại một cái độ boost về volume là một, về texture là hai, về cái độ tự nhiên cho mái tóc. Và ở trên website của hãng ấy thì có miêu tả cái chai này là a men's hair spray that's unlike any other. Thì cá nhân của mình nghĩ là nó đúng thật. Trước đấy thì gần như là những cái con dạng xịt như thế này thì đều là gom đúng không? Mà gom thì xịt nó sẽ kiểu xịt dạng nước, nó sẽ giống như là thickening spray như thế này. Nó làm cho tóc đứng yên ở một chỗ, nó không khác gì là đóng bê tông luôn đấy, kiểu như là xịt keo vào ấy. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái con này xịt xong ấy, tóc của mình vẫn hoàn toàn rất là tự nhiên, nhưng mà nó có một cái độ hô như cái tên luôn là flexible, nó gọi là cái gì, linh hoạt đúng không? Nó có một cái độ hô cực kỳ linh hoạt, nó làm cho tóc trông nó có sức sống hơn, trông nó đỡ bị bẹp hơn, nhưng mà nó không hề làm cho tóc nhìn giả chân một chút nào hết, nhìn vẫn cực kỳ tự nhiên, cực kỳ đẹp. Và con này có thêm một cái công dụng nữa mà mình cũng vừa mới khám phá ra được, đấy chính là sử dụng nó để restyle. Restyle là khi tóc của các bạn được nửa ngày rồi, nó đang hơi có tình trạng đi xuống, nó không giữ được form nữa, thì thường thường là các bạn sẽ lấy thêm một scoop bé bé của cái sản phẩm các bạn finish đúng không? Các bạn restyle lên, thì thay vì đấy các bạn nên sử dụng cái con spray này. Nó sẽ không làm tóc của các bạn bết, nó sẽ không làm tóc của các bạn nặng thêm, mà nó sẽ có một cái độ boost về volume, boost về texture một chút để làm tóc của bạn trông tự nhiên hơn. Con này chính xác có thể là được sinh ra để restyle cũng nên ấy. Cực kỳ là hay luôn, và nó hiệu quả gần như là trên mọi chất tóc, trừ chất tóc nào nó quá cứng, quá dày, không thể di chuyển được thì nó mới chịu thua mà thôi. Và cái sản phẩm cuối cùng thì đây là một cái sản phẩm đặc thù mà mình không khuyên các bạn mua một chút nào. Đây là Free Spray Extreme Hole. Thì tại sao cái sản phẩm này xuất hiện? Cái sản phẩm này thì nó giống như bao con gom ngày xưa mà các bạn từng biết rồi đấy. Xịt lên một phát là tóc giữ nguyên ở một chỗ, nhìn nó không hề tự nhiên một chút nào. Cái cảm giác chắc chắn là không thể tự nhiên. Nhưng mà thực ra cái con gom xuất hiện là để mục đích perform, là để mục đích lên sân khấu trình diễn, hay là để mục đích khi hóa trang. Nó là được sinh ra dành cho công việc đặc thù, và mình không có bất kỳ một cái bài đánh giá nào cho con này. Free spray nó là chất kết dính ở cái mức độ extreme, nó không thực sự tốt cho tóc, và cái mùi xịt ra của nó cũng hắc luôn, vậy nên là nó là một sản phẩm rất là niche. Ok, được rồi, nghe đến đây thì có thể là một số ông sẽ bảo là ông ơi, ông quên một sản phẩm nữa mà. Thì được rồi, đây là pomade. Thì tại sao mình lại nhắc đến pomade cuối cùng? Bởi vì đây là một cái sản phẩm trá hình, đây là một cái sản phẩm pomade nhưng không phải là pomade, nó chỉ là một con sáp bình thường mà thôi. Nếu mà thực tế ra để mình đặt tên ấy, thì mình sẽ đặt tên đây là con wax. Một con water-based unorthodox pomade thì nó khác gì so với con sáp bình thường? Đó chính là nó không có chất tạo dính. Pomade trừ cái dạng orthodox ra thì cái hiệu năng của nó phụ thuộc 100% vào sáp. Còn những con sáp bình thường thì hiệu năng của nó phụ thuộc vào chất tạo dính. Và con pomade này nó có chất tạo dính. Trong cái bảng thành phần thì các bạn có thể để ý đến có cái chữ là PVP, thì đấy chính nó, chất tạo dính. Và có chất tạo dính trong một con pomade thì các bạn có thể kết luận luôn nó là bịp. Vậy tại sao lại có sản phẩm này? Thì cái sản phẩm này nó chỉ là dành cho những người nào muốn có một cái nhìn trải pomade và muốn có một cái cảm giác sử dụng pomade nhưng không phải là pomade mà thôi. Có nghĩa là nói nôm na rằng ấy, nếu mà các bạn chơi hardcore thì chắc chắn là các bạn sẽ chơi pomade rồi, thậm chí là các bạn chơi hẳn pomade gốc dầu. Pomade gốc dầu nó còn chia ra waxy rồi có cả greasy, nói chung là
nó là cả một thế giới khác. Nhưng mà đối với những người chỉ cần cái nhìn pomade thôi, ví dụ như là một số nghệ sĩ chẳng hạn, người ta muốn có cái nhìn pomade, có một cái nhìn The Godfather hay các thứ kiểu, nhưng mà người ta không muốn quá đau đầu về cái vấn đề là không gội rửa được, hay là cái bên make up người ta không muốn quá đau đầu để phân biệt giữa unorthodox với lại là orthodox và các thứ kiểu. Thì đấy, đây là cái con mà người ta sẽ lựa chọn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn cứ thoải mái nói là nó không đúng, nó không tôn trọng cái đặc thù của pomade, nó không thực sự là pomade này nọ các thứ, thì mình cũng công nhận mà. Nhưng mà nó phục vụ cho một nhóm người, mà nó phục vụ rất tốt cho nhóm người đấy. Bây giờ giả sử như các bạn chơi thời trang, các bạn không phải là dân chơi tóc, hay là các bạn chỉ đơn giản là các bạn có một cái nhìn gọn gàng các thứ kiểu, hay là theo kiểu các anh sartorial đấy, các anh vuốt bóng lộn các thứ rồi mặc suit các kiểu, thì có thể các anh không chuyên về tóc, các anh không thể nào mà phân loại các kiểu pomade này nọ thứ dân chuyên. Thì đây là những cái sản phẩm mà có thể các anh mua và hoàn toàn các anh hài lòng. Vậy nên là tại sao mình mới kết luận ngay ở cái tiêu đề của video là Forte Series là cái sản phẩm toàn diện cho nam giới, là vì như vậy, nó có thể phục vụ được số đông nhu cầu grooming của nam giới. Forte Series cá nhân của mình nghĩ là nó giống như kiểu một cái level cao hơn của shop siêu thị vậy. Shop siêu thị có dễ tiếp cận không? Có, nhưng mà thực sự nó có tốt không về cả thành phần, về cả hiệu năng các thứ thì nó sẽ là không. Còn Forte Series nó cũng sẽ có một cái cách tiếp cận rất là giống shop siêu thị, đấy chính là nó đạt được cái nhu cầu và nó sẽ giải quyết được cái vấn đề của người dùng. Nhưng mà cái thành phần shop thì nó mới hơn, nó tân tiến hơn, cái hiệu năng của nó thì tốt hơn, rồi đến trải nghiệm người dùng, tất cả mọi thứ nó đều tốt hơn, từ packaging cho đến khả năng scoop out, breakdown, apply các thứ kiểu. Mình so sánh trực quan như thế này nhá, ví dụ như là cái dòng 1821 manmade thì chẳng hạn, các bạn là newbie hay là các bạn chỉ đơn thuần là các bạn cần một sản phẩm tạo kiểu hoạt động thì Forte Series chắc chắn là chiến thắng. Sau ít nhất là hơn một năm rưỡi trải nghiệm, quan sát, đánh giá trực quan thì mình mới có đưa ra một cái kết luận như vậy. Nếu là các bạn chơi về tóc thì cái bộ sản phẩm Forte Series này có con ngon, còn có con thì các bạn sẽ chê, thì điều đương nhiên. Còn nếu mà các bạn chỉ đơn giản là các bạn muốn cái nhìn và các bạn muốn có một sản phẩm mà nó đơn giản hóa cái quá trình grooming của bản thân thì Forte Series cả cái line này luôn, cả một cái hệ sinh thái như thế này, thì các bạn chỉ cần ở trong cái hệ sinh thái này thôi thì các bạn không cần phải lo nghĩ gì khác. Freestyle cũng có cả dầu, cũng có cả xịt, cho đến sản phẩm tạo kiểu tóc cũng cover được tất cả, cho đến là spray đều có. Cái hệ sinh thái mà Alex Costa tạo ra cho Forte Series này gần như nó là toàn diện cho nam giới. Và nếu các bạn có điều kiện, các bạn không ngần ngại bỏ ra từ 300 cho đến 600, mình rất là recommend Forte Series cho các bạn. Ok, vậy đấy là toàn bộ đánh giá của mình về Forte Series. Mình nghĩ là từ bây giờ cái hướng đánh giá của mình nó sẽ là như vậy hơn, mình sẽ nhìn tổng thể cả một line của một hãng nào đó. Tiếp theo sẽ là 1821 này, tiếp theo sẽ là Temple & Tonics này. Vậy nên là nếu các bạn thích cái kiểu đánh giá như thế này thì các bạn đừng chần chừ, hãy click nút subscribe nhé. Okay. Và để kết thúc video thì mình sẽ phải một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ của mình, đó chính là CL Men Store. Thì như mình đã nói ở đầu video rồi, mua Forte Series ở đâu? Câu trả lời đó chính là CL Men Store. Hay là mua bất kỳ những sản phẩm nào liên quan đến grooming cho nam giới thì câu trả lời của mình vẫn là CL Men Store. CL Men Store cho đến hiện giờ đang là năm thứ 3 hợp tác cùng với Kiên Phạm. Và một nhà tài trợ đi đường dài như vậy từ khi mình còn chưa đạt được 5.000 sub thì điều đấy chứng tỏ sự uy tín của bản thân mình và của CL Men Store. Vậy nên là nếu các bạn có bất kỳ nhu cầu nào về grooming cho nam giới, từ gội xả cho đến dưỡng, cho đến freestyle, cho đến thực phẩm chức năng, thì đừng chần chừ, hãy click link về bên dưới, truy cập thẳng website của CL Men Store cho những cái sản phẩm mà các bạn có thể phù hợp nhất. Và đừng quên rằng vì CL Men Store là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những cốt giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chịu với Kiên Phạm ở đây nhá. Link in the description. Ok, nếu có cái thông tin trên video mình lấy đừng quên drop cho mình một like, đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn luôn cái chuông, cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những link social media của mình ở dưới description box, các bạn follow Insta của mình, cập nhật thêm những thông tin đồ mix and match dùng khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.